Báo chí cả thế giới mất cả đêm để ca ngợi bóng đá châu Á, dự đoán cú sốc về kết quả Nhật Bản-Hàn Quốc. Sau Saudi Arabia và Nhật Bản, thêm một đội bóng châu Á khác đã hưởng niềm vui. Chiến thắng tại World Cup 2022 là Iran, đội bóng Tây Á dù không được đánh giá cao bằng xứ Wales nhưng đã chơi một trận đầy tự tin, duy trì được tốc độ và sự tập trung hướng tới những phút cuối cùng và giành chiến thắng thuyết phục. Thực tế, Iran có thể đã mở tỷ số ở đầu hiệp 2 nếu hai pha dứt điểm liên tiếp không bị cột dọc khung thành xứ Wales từ chối. Tuy nhiên, sau tấm thẻ đỏ của thủ môn, Hennessy đã khiến cho xứ Wales giành bất lợi. Chetmin và Zedamian đã tỏa sáng trong những phút bù giờ để mang về chiến thắng 2-0 cho Iran. Đội tuyển Iran giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2022. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của đội bóng số 1 châu Á trước một đại diện đến từ châu Âu trong lịch sử tham dự World Cup. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng bóng đá không chỉ có thắng và thua, nhưng cần thể hiện được tinh thần không bao giờ lùi bước. Đây là cơ hội để lấy lại niềm tin và lấy lại phẩm giá. Vượt qua xứ Wales không phải là nhiệm vụ dễ dàng cho chúng tôi, và chúng tôi đã chơi tốt và xứng đáng với chiến thắng này, nhà cầm quân 69 tuổi nói. Chúng tôi đã cố gắng kiểm soát trận đấu và tạo ra những cơ hội. Lẽ ra chúng tôi cần phải ghi điểm nhiều hơn. Tuy nhiên, đáng tiếc là không có bàn thắng sớm. Điều quan trọng là các cầu thủ đã chơi đúng chiến thuật chỉ đạo. Tôi cũng phải nói rằng xứ Wales là một đội bóng tốt, có huấn luyện viên và cầu thủ giỏi. Ngày hôm nay, tôi đã muốn bày tỏ sự kính trọng tới các cầu thủ xứ Wales, thuyền trưởng Iran đã nói. Iran đã mở đầu chiến dịch World Cup bằng trận thua 2-6 trước Anh. Thất bại nặng nề khiến cho đội bóng một số châu Á đã nhận được nhiều chỉ trích từ quê nhà Iran. Họ đổ lỗi cho mâu thuẫn giữa hai vị huấn luyện viên, đặc biệt là với liên đoàn bóng đá Iran, khiến cho đội tuyển không có sự chuẩn bị tốt nhất. Những cầu thủ đã bị ảnh hưởng tâm lý. Sau trận thua với Anh, chúng tôi ở thế khó khăn nhưng vẫn có cơ hội. Tôi nói với cầu thủ rằng mọi thứ đã là quá khứ, chúng ta cần tận dụng cơ hội ở các trận tiếp theo. Điều quan trọng là luôn hy vọng, học hỏi từ các trận đấu trước. Trận đấu hôm nay sẽ là một món quà cho người hâm mộ bóng đá Iran, ông đã chia sẻ. Đánh giá về trận đấu, bình luận viên Quang Huy cho rằng Iran có một chiến thuật tốt, cùng với đó là đã kiên trì, đeo bám và duy trì được thể lực tới những phút cuối trận. Vì thế, chỉ trong vòng 3 phút bù giờ, Iran đã có 2 bàn thắng. Đây là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng dành cho Iran, bình luận viên Quang Huy khẳng định. Còn chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng, ngoài vấn đề chuyên môn thì tâm lý thi đấu và tinh thần chiến đấu trước đối thủ chiếu trên của đội bóng châu Á là rất đáng khen. Rõ ràng Saudi Arabia, Nhật Bản hôm nay và Iran biết rằng mình phải chơi hơn 100% sức lực mới có thể làm nên bất ngờ. Ý chí chiến đấu của các đội bóng này không chỉ được thể hiện trên sân mà nó còn thể hiện trong cả phòng thay đồ với sự điều chỉnh từ vị huấn luyện viên trưởng. Chúng ta từng chứng kiến rất nhiều vị huấn luyện viên giúp cho các cầu thủ phát huy được sức mạnh nhờ vào tài truyền lửa. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng nói với các học trò rằng, vì sao chúng ta phải cúi đầu, hãy chiến đấu như những chiến binh, giúp các cầu thủ U23 Việt Nam làm nên kỳ tích ở vòng chung kết U23 châu Á 2018. Một quan điểm khác rất thú vị, vị huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh cho hay, những chiến thắng gây sốc của Saudi Arabia, Nhật Bản, Iran ở World Cup 2022 có yếu tố không nhỏ từ ông trời. So với các đối thủ đến từ châu Mỹ, châu Âu, những đội bóng ở châu Á có lợi thế về thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng Saudi Arabia, Iran thì quá quen với thể tiết, khí hậu vào múi giờ, Nhật Bản thì thích nghi nhanh với điều đó. Tôi cho rằng, khi mà đội bóng châu Á tận dụng được lợi thế của mình, họ vẫn sẽ tiếp tục gây bất ngờ tại World Cup. Kể từ khi số suất tham dự World Cup dành cho Liên đoàn bóng đá châu Á tăng lên từ 2 đến 4, World Cup 1998, bóng đá châu Á đã không ít, đã có những giải đấu ấn tượng. Đáng nhớ nhất chính là kỳ World Cup 2002-2010 khi có tới 2 đại diện của AFC cùng vượt qua vòng bảng. Đó đều là những chiến tích được tạo ra bởi Nhật Bản, Hàn Quốc và hai nền bóng đá hàng đầu châu lục. Đến World Cup 2022, mọi chuyện có thể sẽ còn khởi sắc hơn sau thắng lợi đầy cảm xúc của Saudi Arabia, Nhật Bản ở lượt trận mở màn trước những ứng cử viên vô địch là Argentina và Đức. 3 điểm có được mở cơ hội đi tiếp cho Saudi Arabia và Nhật Bản, đồng thời cũng khiến cho người hâm mộ kỳ vọng vào một mốc mới cho bóng đá châu Á. Nếu các đại diện còn lại, Hàn Quốc, Australia, Qatar có kết quả thi đấu khả quan, rất có thể sẽ có nhiều hơn 2 đại diện của khu vực AFC giành quyền lọt vào vòng knockout. Đó là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử các kỳ World Cup. Với các chiến thắng, các đội tuyển châu Á là một kết quả bất ngờ với chuyên môn, bởi vì từ xưa tới nay thì các đại diện châu Á thường xuyên gặp thất thế trong sân chơi World Cup. Vậy nhờ đâu Ả Rập Xê Út, Iran, Hàn Quốc hay Nhật Bản có thể chơi sòng phẳng với những đối thủ mạnh từ châu Mỹ hay châu Âu? Theo bình luận viên Ngô Quang Tùng, điều này xuất phát từ nền tảng thể lực các cầu thủ quốc gia vừa đã được cải thiện và đã dẫn tới một sức chịu đựng rất tốt. Bên cạnh đó, khả năng kiên nhẫn, tính kỷ luật và tuân thủ chặt chẽ đấu pháp, có ý tưởng, phương pháp chơi rõ ràng và chuẩn bị kỹ lưỡng. Chuyên gia Phan Anh Tú thì cho rằng, những cầu thủ châu Á hiện nay nếu mà xem xét về kỹ năng chơi bóng, thể lực không thua kém với nhiều cầu thủ châu Âu hay châu Mỹ.
Tiền đề này, cộng thêm việc có sự quyết tâm và tập trung cao độ đã giúp cho các đội bóng châu Á chơi tốt. Tôi có cảm giác họ chơi với hơn 100% sức lực, chơi như thể ngày mai không được chơi. Trong bóng đá, tinh thần chiến đấu như vậy rất quan trọng, ông Tú phân tích. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh, Hàn Quốc, Nhật Bản hiện đang có rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu và tích lũy được kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc. Cầu thủ được cọ sát ở môi trường bóng đá đỉnh cao sẽ trưởng thành lên rất nhanh, đặc biệt họ không bị ngợp trước những ngôi sao lớn. Chính huấn luyện viên Nhật Bản cũng đã thừa nhận việc có tới 7 cái tên đang chơi bóng tại Bundesliga giúp cho đội bóng của ông đánh bại đội tuyển Đức. Đó là một câu chuyện thực tế. Ở kỳ World Cup 2018, đội tuyển Hàn Quốc từng đánh bại Đức tại vòng bảng nên những kết quả này không phải là ăn may mà là có nền tảng, ông phân tích. Ông Phúc cho rằng, có những nền bóng đá Nhật Bản, Hàn Quốc thì đã phải trải qua nhiều năm đầu tư cho đào tạo trẻ, dinh dưỡng và đấu pháp. Đây là hai quốc gia đào tạo trẻ tốt nhất châu Á, hệ thống đá trẻ của họ rộng khắp, len lỏi từng trường học, từng địa phương và giúp cho các cầu thủ nuôi dưỡng ước mơ ngay từ còn nhỏ. Tiềm lực kinh tế mạnh giúp cho họ được ứng dụng khoa học công nghệ cao và dinh dưỡng, huấn luyện viên tạo ra những phẩm chất tốt. Bóng đá châu Âu rất khắc nghiệt, cầu thủ Nhật Bản, Hàn Quốc có thể trụ lại và thành công. Điều này đã chứng minh về chất lượng đào tạo trẻ của họ cực tốt, ông Phúc nói thêm. Đồng tình với quan điểm trên, những bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng còn quá sớm để nói về sự trỗi dậy của bóng đá châu Á. Đúng là đã có những kết quả bước đầu mang lại cảm giác phấn khích, nhưng chặng đường phía trước còn dài. Chúng ta cần thời gian để kiểm chứng xem bóng đá châu Á đã tiến bộ tới đâu. Về phần mình thì ông Phúc cũng thừa nhận, dù khoảng cách giữa bóng đá châu Á và phần còn lại của thế giới dù đã thu hẹp, nhưng không đồng nghĩa chúng ta có thể cùng đẳng cấp với châu Âu hay Nam Mỹ. Ả Rập Xê Út, Nhật Bản đều không thể chơi đôi công với đối thủ mà phải tập trung phòng ngự, chờ thời điểm vùng lên tìm bàn thắng. Thế nên trong tương lai, bóng đá châu Á cần phải thêm có sự đầu tư, định hướng tương lai, biệt là xuất khẩu cầu thủ sang châu Âu, để khoảng cách giữa chính châu Âu và Nam Mỹ sẽ tiếp tục ngắn lại. Thành công của Saudi Arabia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran có nguyên nhân sâu xa từ cách đào tạo trẻ, củng cố giải đấu trong nước và tuyển trạch vị huấn luyện viên phù hợp. Tất cả những nguyên nhân trên đã mang lại một thành công cho Ả Rập, Saudi Arabia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc. Và đây cũng là điều mà Việt Nam có thể học hỏi để chinh phục giấc mơ World Cup của mình.